cá sặc, bà con ta biết cá sặc hết phải mà con. Cá sặc nó rất tốt cho sức khỏe mà nó cũng rẻ tiền, ta ăn là tốt vô cùng, chứ không phải tốt là ai cũng ăn được đâu bà con. Có một số người không ăn được vì bệnh thế này là không ăn được, đó là người không ăn cá sặc là bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, yếu sinh lý, huyết áp cao, người mắc bệnh thận, người từ 65 tuổi trở lên là không nên ăn cá sặc bà con ạ. Còn ngoài ra cá sặc thì nó tốt, tốt vô cùng, nhưng mà chỉ nên ăn không quá 150 gram mỗi ngày, ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày. Không chiên cá khô sặc vì nó khắc tinh với dầu mỡ, cá khô sặc là đừng có chiên bà con ạ. Và mắt, tim mạch, xương khớp, da mặt là nó khắc tinh như vậy, cho nên đừng có chiên nha bà con. Bà con ơi, kênh chúng tôi một ngày ra 4 video nói về đời sống và sức khỏe của mọi người, bệnh gì ăn gì, bệnh gì uống gì, cho nên bà con thấy được đăng ký kênh để video chúng tôi sớm đến với bà con 4 video sức khỏe một ngày, ngày nào cũng có, và chia sẻ với mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Bà con ơi, bà con cảm ơn bà con nha. Cá sặc là những người có bệnh như vậy không được ăn, bà bầu đang cho con bú, yếu sinh lý, huyết áp cao, người mắc bệnh thận, người từ 65 tuổi trở lên là vui lòng không ăn nha bà con. Còn ngoài ra là cá khô sặc nó tốt, tốt vô cùng, nó tốt nhưng mà không phải ăn bao nhiêu được, chúng ta ăn chỉ tới 150 gram là một ngày là được rồi bà con ơi, không quá 150 gram mỗi ngày. Ta ăn mỗi tuần ta ăn 6 ngày, nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp. Cá sặc này, cá khô sặc này không chiên nha bà con, không chiên, không chiên cá khô sặc vì nó khắc tinh với dầu mỡ, nó khắc tinh với mắt, tim mạch, xương khớp, da mặt. Bà con ơi, đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi, và đồng thời video chúng tôi sớm đến với bà con nha bà con. Và đồng thời như vậy là bà con chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Cảm ơn bà con rất nhiều. Xin chào.